Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay dắt bạn ra quay 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 đất của mình nha. Tham quan bắp. Đây, đây vườn bắp của mình. Cái nghĩa lê lết kép gì hoài vậy? Ở bắp hả? Ừ. Bắp. Cái bông của con. Không có con. Tầm bữa hôm hôm đó. Cứ giống tụi bay với mộng gì đó. Ừ. Giống vợ. Giống vợ. Hai ai chụp đi. Giờ chưa ăn được mà bà kêu ra đây chị. Tham. Nó tham coi. Này ăn được của ba ăn được rồi đó. À. Hai bữa đó. Cái bông này hả? Được cháy. Nhỏ quá hả? Cái nào bự bự tỉa đi em. Ăn không? Có tỉa làm không? Về trái. Đó nó ăn. Bắt mày nha. Dạ. Ô bẻ mẹ nó để cây đây cho bộ lộn vô cắt. Này đặt cho. Cắt chưa của mày chưa Dũng rồi. Chưa đâu, chưa già. Nè vậy nè mày ăn được không gái? Cái bông của mày. Hơi non nè. Được rồi em. Cái này cũng chắc rồi. Thích ăn già. Thích ăn già hả? Thôi để già đi Dũng ơi. Dạ. Cái này ăn được rồi. Ăn không? Bẻ chừng hai ba trái được rồi. Ăn không? Bẻ cho. À, ăn đi. Cái này già bẻ nè, này già nè. Bẻ bông cho 4 trái là đủ ăn rồi. Để cây đây cho. Cái này nữa. Trái này trông già nè, là lật khẩu trái này già nè. Cái rau nó tóm vậy là bắt. Ừ. Được rồi, được rồi. Thấy à. Bẻ luôn hết. Cái này mày không bẻ luôn. Bẻ nha, cái bự quá còn. Cái nó ngon. Cái này chị chín luôn hả? Nó cho hơn luôn hả? Rồi xong mày vắt luôn. Có nó già không nha. Nè. Cái bông mà. 4 trái được mày, còn nhiêu để đi. Mày ăn mày hả? Thôi mua ăn, hai đứa ăn như đó được rồi. Hai đứa ăn như đó được rồi. Ủa, mẹ bẻ luôn hả? Cái này bẻ luôn nè. Trái. Chưa. Từng ra nữa là có ăn nữa. Đủ ăn chưa? Cà bắp. Cái cà bắp. Ờ, đã ra chưa? Chưa gì nữa hả? À, nhìn thơm tụ ha. Cái tao sớm xong mà nó tôi chặt nhiều tôi cho mới bỏ luôn. Chặt một lần. Đi thôi. Đi nào. Đi nào. Mớp bà leo được kia hả? Ờ. Leo que quá. Đi. Đi theo nào. Đi theo nào. Nào theo nào. Lan này em có ăn lá lan không? Giờ còn rau phải không? Mẹ da nè mẹ. Cái đồ quả phải hơn 50, hơn phải 50, 60. Quay danh cắt. Phải khiên bắp. Cái gì? Cắt lên à. Cắt cái đọt. Nè nè, quay cái mặt ra đây. Cắt đọt. Anh hai còn được như đây nữa. Đọt hả? Ừ, cắt đọt hả? Dạ, tới đây hả? Ừ. Cắt cao cao xuống chút. Nè. Ừ. Chín trái. Đi. Nó hành nó rắc rối ha. Nó đi chi đi chi. Chắc là đâm tự ra nó đâm tự. Nó đâm khá chứ chưa hả? Dạ. Ủa trời. Con miếng nào không hả? Quá nhiều hả?
cỏ là... gì mới lên bằng cây bắp luôn. Là hồi bữa là trồng ở tới đây luôn hả? Ừ. Mà nó chết hết. Qua đây trồng vô á. Ờ. Nè. Nó chết vậy á, nó còn tụ bán cho ăn. Mấy con đủ này nó không cao lên. Không quay cho em nha. Chụp gì vậy? Ừ. Chụp cái gì vậy? Chụp gì đâu. Bước đi vậy để cho nó đâm tọt luôn. Biến. Đúng không? Cái này gì? Mẹ, chưa gì đâu mẹ. Chưa gì đâu. Rồi, cái đó là ăn đủ rồi. Cái nào ăn không? Không, không. Nhà nó cứ đóng. Đó là có đóng. Thôi đủ rồi mẹ ăn hết, không bỏ. Cái này luộc là có nhiêu đâu ông nội ơi. Được rồi. Thôi để về. Thôi được. Nè. Cái này chừng tuần nữa là có ăn được. Điệu quá. Tặng cho cô nữa kìa. Tặng cho Su. Kệ nó lớn đi. Tặng cho Kusumo nữa. Thôi. Chính để bắp hả? Không được chụp phá hả? Không. Đếm đầu người đi nha, để bắp gì nhỏ người hai đựng chắc. Hái đi, hái bên nào hái trọc bên luôn. Tao chuẩn bị bơm luôn ấy. Chuẩn bị bơm đi xe quậy mới được. Không cá. Đó rồi, xe mẹ hội. Bên này ít già quá, cái này già chứ mẹ. Chưa, cái gà nó còn trắng. Đó, cái sáu đó nè. Hái cho đủ ăn đi. Đừng trái ăn lấy đừng trái ăn lấy gì được rồi. Đây, mua một cái. Nè, như vậy là già nè. Ừ. Sao mấy trái đó mà không bẻ đi, để giống à? Không có, để bẻ. Bẻ đi. Múc nấu một bữa nữa. Hai ba bữa nữa nó bắt ta nè. Nó già đi. Mẹ già cu luôn. Móc chặt nữa. Chục 11 12 cái à. Chục 12 á. Tặng cho cậu chứ. Tặng. Điệu quá. Chị ơi, được không hả? Cái gì vậy? Bên ta. Chú quay. Ê! Mình sẽ ném đường qua cho mình nữa. Cái gì vậy? Chị ơi, chào quý cho bái vậy. Hai ơi. Cái gì? Ô này mình không biết bào chế là sao, đâu có xài được. Uống sáng vậy à? Ai uống sống? Hả? Ai uống sống? Uống vậy mà, ngọt lắm. Lúc trước anh mua một bịch đồ anh. Ngọt ngọt. Uống hết rồi. Uống ra nhiều lắm rồi. Để nguyên củ nấu chứ uống như nào hết thôi à. Cũ nó yếu. Đúng chưa? Nè em. Cầm về. Đâu bắp đâu.
50 quay đi hay. Ủa chị đâu? Của mẹ già tí mẹ. Ôi đồ mẹ mẹ gì vậy? Thôi bá chọt. Về thôi. Thôi tạm biệt các bạn.